Chương 1 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Luật im lặng, Omet, là luật danh dự của người Sicily cấm tố giác những hành động tội tỏi của những người liên quan cuộc bút Dictinaria làng Castel del Golfo trong ra địa trung hải u ám, ông Trùm đang hấp hối. Vincenzo Geno nổi tiếng trọng danh dự, luôn được mọi người gần xe yêu mến bởi sự phân xử công bằng và sự giúp đỡ dành cho những ai cần được giúp đỡ, và cả việc trừng phạt không khoan nhượng với những ai đáng bị trừng phạt, Quanh lão đang có ba trong số những thuộc hạ cũ, những người đã giúp lão đạt tới quyền lực và vị trí của mình. Raymond Abrin đến từ Sicily và New York, Ocavio Bilco đến từ Palermo, và Bentino Grassi đến từ Chicago. Cả ba đều biết ơn lão vì ân huệ cuối cùng này, trùm Geno là kẻ cuối cùng trong số các ông trùm mafia chính thống suốt đời tuân thủ các tập tục cũ. Lão bọn rút thuế đánh vào tất cả các hoạt động kinh doanh, nhưng không dính đến ma túy đĩ điếm hay các tội lỗi bất kỳ nào khác. Chẳng khi nào một kẻ bần hàng tới nhà lão xin tiền phải ra về tay không. Lão sửa lại những bất công của pháp luật. Tòa thượng thẩm ở Sicily có thể đưa ra phán quyết của mình, nhưng nếu bạn đúng, trùng Geno sẽ phủ quyết phán quyết đó bằng sức mạnh ý chí của chính lão và bằng cả vũ lực nếu cần. Không một chàng sở khanh nào có thể quốc ngựa truy phong sau khi đã tòm tem con gái của một nông dân nghèo, nếu đã được trùng Geno thuyết phục tiến tới hôn nhân không một nhà băng nào đang tâm siết nợ một nông dân thất cơ lỡ vận nếu đã được trùng Geno nói chuyện phải quấy. Không một chàng trai trẻ nào khao khát học lên đại học lại bị chối bỏ chỉ vì thiếu tiền hay gặp hoàn cảnh khó khăn nào khác. Nếu người ta có quan hệ với Koska, một của lão thì mọi mơ ước đều trở thành hiện thực. Luật lệ từ Roma không chạm tới được những truyền thống của Sicily. Ở đây trùng Geno chính là luật lệ, nhưng bây giờ ông trùng đang sang tuổi 80, và vài năm qua quyền lực của lão đã bắt đầu suy yếu. Lão có nhược điểm là kết hôn với một cô gái trẻ đẹp. Cô nàng đã đúc cho lão một bé trai kháu khỉnh. Nàng chết khi sinh nở, còn chú nhóc thì giờ đã lên hai. Lão đang phải cân nhắc về tương lai của nó vì biết rằng Phúc Lâm Chung đang đến gần, và rằng thiếu lão thì cái Cosca này sẽ bị các Cosca mạnh hơn của bọn Coleno và Clerico nghiền nát. Bây giờ lão cảm ơn ba anh bạn Bồ Tèo vì sự giúp đỡ và lòng kính trọng mà họ đã thể hiện khi vượt ngàn trùng tới đây để nghe lời trăn trối của lão. Rồi lão nói với cả ba rằng lão muốn thằng con bé bỏng của lão, Astor, được đưa đến một nơi an toàn, được nuôi dạy trong những hoàn cảnh khác nhưng phải bảo đảm truyền thống của một người trọng danh dự như chính lão. Ta có thể chết với lương tâm thanh thản, lão nói, tuy nhiên đám bạn Bồ Tèo của lão biết tổng sinh thời lão đã làm hàng trăm người mất mạng. Nếu ta thấy con ta tới được nơi an toàn. Trong thằng bé mới 2 tuổi đầu này ta thấy trái tim và tâm hồn của một mafio hai chính thống, một phẩm chất hiếm hoi và hầu như đã mất, lão nói với họ rằng sẽ chọn một trong số họ làm giám hộ cho đứa con đặc biệt của lão và với trọng trách này sẽ có những phần thưởng lớn. Chuyện này đến lạ, Trùng Geno nói, nhìn đăm đăm qua đôi mắt mờ đục. Theo tục lệ, đứa con cả phải là một mafio thực thụ. Nhưng với ta phải đến khi vào tuổi 80 ta mới có thể biến ước mơ thành hiện thực. Ta không phải là một người mê tín, nhưng nếu phải, ta tin rằng thằng bé được sinh ra từ chính mảnh đất Sicily này. Mắt nó xanh như quả ô liu trên những cây tốt nhất của ta. Nó có tính nhạy cảm của người Sicily, lãng mạn, say mê âm nhạc, vui vẻ. Tuy nhiên, nếu kẻ nào xúc phạm nó, nó sẽ không quên, dù còn nhỏ tuổi. Nhưng nó phải được chỉ bảo vậy ngài muốn gì ở chúng tôi, thưa Don Geno? Rassi hỏi. Tôi sẽ rất vui được mang cậu nhà đi và nuôi nấng cậu ấy như con đẻ, Bianco tức tối lường Rassi, tôi biết cậu bé từ lúc cậu ấy được sinh ra. Cậu ấy quen thuộc với tôi. Tôi sẽ coi cậu ấy như con tôi. Thế còn chú, Raymond? Trùng Geno hỏi, đáp. Nếu ngài chọn tôi thì con ngài là con tôi, ông trùng cân nhắc cả ba, tất cả đều là những người bạn quý giá. Dù mỗi người mỗi vẻ taxi thông minh nhất, Branco chắc chắn có tham vọng và năng động nhất. Aprin tự chủ hơn, gần gũi với lão hơn. Nhưng y là kẻ nhẫn tâm, ngay cả trong phút lâm chung trùm Geno vẫn hiểu rằng người cần cho cậu bé chính là Aprin. Y sẽ hưởng lợi nhiều nhất qua tình yêu con trẻ, và bảo đảm y sẽ dạy con trai lão học được cách tồn tại trong cái thế giới phản trắc của chúng, trùm Geno im lặng một lúc lâu. Cuối cùng lão nói. Raymond, chú sẽ là cha nó. Ta có thể ra đi thanh thản được rồi, đám tang thật xứng với một ông trùm. Tất cả các trùm Cosca ở Sicily đều đến bày tỏ lòng kính trọng của mình, thêm vào đó còn có văn phòng bộ trưởng từ Roma, các chủ nhân của Latifudia đồ sộ, và hàng trăm thần dân của cái Cosca rộng lớn của lão. Trên đỉnh xe tang là cậu bé lên hai Astor Geno, một đứa bé có đôi mắt nảy lửa mặc áo dài đen, đội mũ trùm đen, uy nghi như một hoàng đế La Mã, Đức Hồng Y giáo chủ Palermo chủ trì tang lễ cất tiếng ca tụng khi ống đau cũng như khi khỏe mạnh, khi bất bệnh cũng như khi tuyệt vọng, Don Geno vẫn là một người bạn đích thực của tất cả mọi người. Rồi cha ngân nga những lời cuối cùng của trùng Geno, con gửi gắm mình cho chúa người sẽ tha thứ cho những tội lỗi của con vì con đã sám hối từng ngày để xứng đáng được người soi xét, và thế là Astor Geno được Raymond Apple đưa sang Mỹ và trở thành thành viên trong gia đình Aprin khi hai anh em sinh đôi nhà Sujo, Frankie và Sage, quẹo vào con đường dẫn tới nhà Hestow. Chúng thấy bốn thiếu niên cao lêu đều đang chơi bóng rổ trên sân bóng nhỏ cạnh nhà. Frankie và Say xuống xe, một chiếc bước to đùng, và Hestow bước ra đón chúng. Y là đứa cao lớn, hình trái lê. Mái tóc thưa của y khoanh tròn gọn ghẽ trên đỉnh cái đầu hói, còn cặp mắt xanh ti hí của y long lanh. Thật đúng lúc, y nói, tao muốn tụi mày gặp một người trận đấu bóng tạm dừng. sao nói đầy hãnh diện. Đây là Jocko cô, con trai tao. Đứa cao nhất trong đám thiếu niên chỉ bàn tay to bè về phía Frankie. Ê, Frankie nói, đấu với bọn tao một hiệp chứ, Jocko cô nhìn hai ông khách. Họ cao khoảng 6 bộ và có vẻ khỏe mạnh. Cả hai mặt sơ mi cổ lọ hiệu trang Floren một màu đỏ, một màu xanh, quần kaki và giày đế cao su. Họ là những kẻ dễ gần, bảnh trai, khuôn mặt cương nghị toát lên vẻ tự tin lịch thiệp. Rõ đây là hai anh em nhưng dốc cô không biết hai ông khách này là anh em sinh đôi. Cậu đoán họ mới ngoài 40. Được à, dốc cô đáp với vẻ hồn nhiên con trẻ, xây cười toe toét. Hay lắm. Bọn tao vừa vượt qua 3.000 dặm nên cũng cần thư giãn chút đỉnh. Dốc cô ra hiệu cho các bạn. Tất cả đều cao trên mét tám và nói: Chúng nó về bên cháu, đấu với ba người bên các chú. Vì cậu là người chơi tốt hơn nên cậu nghĩ chia phe như thế này sẽ cho những người bạn của cha cậu một cơ hội. Nương tay thôi nhé. John Hestao bảo bọn trẻ các chú ấy chỉ là những anh già đang tiêu phí thì giờ vào những việc với vẫn thôi, lúc đó là giữa chiều một ngày tháng 12 và không khí lạnh đủ để cần hâm lại bầu nhiệt huyết. Ánh mặt trời long ai lần lạnh lẽo, vàng nhạc hát xuống từ những mái vòm thủy tinh và những bức tường của dãy nhà trồng hoa của Hestow. Lĩnh vực kinh doanh bề ngoại của y, đám bạn của dốc cô phấn chấn thi đấu làm vui lòng cánh người lớn. Nhưng bất thình lình Frankie và Seislau vèo qua đám trẻ để ném bóng vào rổ dốc cô kinh ngạc về tốc độ của hai gã. Thế rồi chúng lại không ném rổ mà truyền trái bóng cho cậu. Những vị này không ném trật đâu. Đây có lẽ là một cử chỉ thân thiện, các cậu bé bắt đầu sử dụng chiều cao của mình để vượt qua phe người lớn, nhưng lạ thay chúng chỉ có được vài lần đập bóng. Cuối cùng, một trong số các cậu bé mất tự chủ đã tặng Frankie một củi trỏ ra trò vào giữa mặt. Ngay lập tức cu cậu lăn ra đất. Chứng kiến từ đầu, dốc cô vẫn không biết việc này xảy ra như thế nào. Nhưng rồi Sage đập trái bóng vào đầu ông em nói. Thôi nào, chơi đi, mày ngu quá, Frankie đỡ chú nhóc đứng lên, vỗ vào mông chú làm lành. Này, tao xin lỗi. Cả bọn chơi khoảng hơn 5 phút nữa thì bỏ cuộc, Hestow mang soda ra sân bóng cho cả bọn. Các chú nhóc vậy quanh Frankie, kẻ có tài năng siêu phàm và đã chứng tỏ những kỹ năng nhà nghề trên sân. Frankie ôm chặt cậu bé gã vừa hạ đo ván. Gã hiện nguyên hình là một kẻ bông lơn, khuôn mặt xương xẩu của gã trở nên dễ chịu. Cho phép tao dành cho tụi mày vài lời khuyên của một người lớn tuổi, gã nói, đừng khi nào dẫn bóng khi tụi mày có thể chuyên. Đừng bỏ cuộc khi tụi mày đang bị dẫn điểm, và đừng bao giờ đi chơi với một ả đàn bà có hơn hai cái mồm, bọn trẻ phá lên cười, Frankie và say bắt tay chúng, cảm ơn chúng vì cuộc chơi rồi theo gót hétstar vào một căn nhà màu xanh xinh xắn dốc cô gọi với theo này các chú cừ thật đấy trong nhà hétstar dẫn hai gã lên lầu về phòng của chúng căn phòng có cánh cửa nặng nề và ổ khóa chắc chắn cả hai ngó nghiêng quan sát trong lúc hétstar để chúng vào và khóa trái cửa lại căn phòng rất rộng như cả một căn hộ có phòng tắm riêng hai giường đơn hétstar biết hai anh em này thích ngủ chung phòng ở góc tường kê chiếc hầm lớn gắn đai thép với ổ khóa tổ bố bằng kim loại. sao dùng chìa khóa mở hầm rồi đẩy bật nắp hầm lên. Lộ ra trước mắt vài khẩu súng ngắn, súng tự động, hộp đạn. Trông y như các khối hình học màu đen. Được chứ? sao hỏi. Tao không thấy nồng giảm thanh, Franky nói. Tụi mày đâu có cần đến nồng giảm thanh cho việc này. Tốt thôi, Sage nói, tao cũng ghét ba cái thứ giảm thanh đó lắm. Có nó tao đếch làm nên trò trống gì? Ok, hết nói. Tắm táp rồi nghỉ ngơi đi. Tao sẽ tống tiễn lũ nhóc và nấu bữa khuya. Ê, tụi mày thấy thằng con tao thế nào hả? Một thằng bảnh đấy, Frankie nhận xét. Tụi mày có khoái cái cách nó chơi bóng không? Hestao hỏi với một niềm tự hào không giấu dếm, nó càng làm y giống với một quả lê chín hơn một thằng đặc biệt, Frankie nói. Says, mày nghĩ sao? Hestow hỏi. Rất đặc biệt, Says trả lời. Nó được một suất học bổng tại Villanova, Hestow khoe, NBA cơ đấy, lát sau, khi quay xuống phòng khách, hai anh em Sujo thấy Hestow đang ngồi chờ chúng. Y đã chuẩn bị mót thịt bê rán với nấm và salad trộn. Một chai vang đỏ để trên một bàn ăn dọn cho ba người, cả bọn ngồi vào bàn chúng là chỗ bạn bè thân thiết và biết rõ về nhau. Hestow đã ly dị 13 năm. Cô vợ cũ và dốc cô sống cách đây và dặm về phía Tây, ở Babylon. Nhưng phần lớn thời gian dốc cô ở đây, và Hestow là một người cha tận tụy hết lòng vì con. Tụi mày phải lên đường vào sáng mai, Hestow mở đầu. Nếu biết trước rằng sẽ đến hôm này thì sao đã tống thằng nhóc đi chỗ khác. Đến lúc mày phôn tới thì tao chịu, không thể xua nó và lũ bạn nó đi đâu được nữa. Không sao đâu, Frankie nói. Nhầm nhọ mẹ gì? Với lũ nhóc ngoài kia thì tụi mày cười lắm. Xong có lúc nào tụi mày tự hỏi liệu có chơi ngang ngửa được với cánh nhà nghề không? Hestao nói. Không, Sage nói. Tụi tao quá thấp, chỉ cao có sáu bộ. Những trái cà tím ấy quá to so với tụi tao. Đừng có nói như thế trước mặt tụi nhóc, Hestao nói ghê bỏ mẹ, hashtag thư giãn, nhấm nháp từng ngụm rượu. Y lúc nào cũng thích làm việc với anh em Suyo. Cả hai đều thích bông lơn, không đến nỗi xấu xa như phần lớn đám cặn bã mà Y phải giao du. Chúng tận hưởng sự thanh thản trong cái thế giới phản ánh những lọc lừa giữa chúng với nhau. Chúng vững vàng và điều đó đem lại cho chúng một cảm giác thú vị, ba đứa ăn chậm rãi, quể oải. Hestow cầm chảo đổ thẳng thức ăn vào đĩa của bọn chúng. Tao muốn hỏi, Raki quay sang Hestao. Tại sao mày lại đổi tên hả? Chuyện đó xưa rồi, Hestao nói. Tao đâu có xấu hổ khi là một người Italy. Nhưng tụi mày biết đấy, tao lại giống một thằng Đức chó chết. Tóc vàng hoe, mắt xanh và cả cái mũi này nữa. Việc tao mang một cái tên Italy đúng là đáng nghi còn gì, hai thằng anh em sinh đôi phì cười, tiếng cười thoải mái và cảm thông. Chúng là gì bụng cha nội này đầy cướp nhưng chúng tốt cần khi chúng ăn xong món salad trộn hết sao tiếp thêm cà phê đặc và một đĩa bánh ngọt kiểu Italy. Y mời xì gà nhưng hai thằng từ chối. Chúng chỉ hút manbo, loại này hợp với những cái mặt miền Tây đầy nếp nhăn của chúng. Đến lúc bàn công việc rồi đấy, say lên tiếng. Đây hẳn phải là một việc tra trò nếu không việc bát quật vì tụi tao phải lái xe 3.000 dặm đường. Tụi tao có thể đi máy bay cơ mà. Cũng không tệ đến thế, Frankie nói. Tao khoái đi xe. Tụi mình được xem nước Mỹ, xem trực tiếp, sờ vào được. Tụi mình có một khoảng thời gian vui vẻ. Dân tỉnh lẽ thế mà hay ra phết. Hết sảy ấy chứ, Says nói. Nhưng gì thì gì đó vẫn là một chuyến đi dài. Tao không muốn để lại bất kỳ một dấu vết nào tại phi trường, hết tao tiếp tục. Đấy là nơi đầu tiên sẽ bị kiểm tra. Cấm sẽ được tăng cường đến đó. Các cha nội vẫn về chừng cấm đấy chứ. Đừng có mà dọa tao. Sage vặt lại. Còn bây giờ mày nói đi, nó là thằng, bác nào. Trùng Trây Mân aprin khi thốt ra cái tên đó Hestau gần như nghẹt thở trong món cà phê đậm đặc của y, một không khí im lặng kéo dài, rồi Hestow lần đầu tiên nhận ra cái chết lạnh người mà hai thằng sinh đôi vừa để lộ, Frankie hỏi nhỏ mày bắt tụi tao đi ba ngàn dặm để lãnh cái án tử hình này sao? Say cười với Hestow và nói. Dùng, thật hân hạnh được biết mày. Bây giờ hãy trả thuế sát sinh để tụi tao còn lên đường. Cả hai anh em nhà studio cười khăn khặt vì câu đùa đó, còn Hestow vẫn tỉnh bơ, một trong số những đứa bạn của Frankie ở Los Angeles, một văn sĩ tự do, đã có lần giảng giải cho anh em gã rằng người ta không cần mua cả kho đạn để giết một mạng người chỉ cần trả một khoản lệ phí thỏa thuận là đủ. Anh em gã thấm nhuần thực tế đó. Chúng ra giá chỉ để nghe ngóng một thỏa thuận. Lần này, tính cả chi phí đi đường và cả hai đứa cùng tham gia, lệ phí giết mướn là 20.000 đô la, dẫu vậy, thuyết phục chúng nhận nhiệm vụ đâu phải dễ. Lão trùm về hưu ba năm rồi, Hestow nói. Tất cả các mối làm ăn cũ của lão đang nằm bóc lịch. Lão đâu còn quyền hành gì? Người duy nhất có thể gây rắc rối là Timona Portel, nhưng ông ta sẽ không động tay. Thù lao của tụi mày là một triệu đô. Một nửa được trả khi xong việc, nửa còn lại được trả trong một năm. Nhưng trong năm đó tụi mày phải nằm yên. Bây giờ mọi việc đã xong. Tất cả những gì tụi mày phải làm chỉ là bóp cò. Một triệu đô, xây thẳng thốt. Đó là món tiền lớn. Khách hàng của tao biết đây là bước đi quan trọng để dập trùng Apin. Hestau nói tiếp. Nó cần một sự trợ giúp tốt nhất. Những tay súng lạnh lùng và những cộng sự thầm lặng có đầu óc. Tụi mày đơn giản là những thằng cự nhất, Frankie nói. Cũng chẳng mấy thằng chấp nhận mạo hiểm. Ừ, Says vào hùa. Mày sẽ phải sống với nó suốt quãng đời còn lại của mày. Một thằng cứ lẳng nhẳng bám theo mày, đấy là chưa kể cớm và tụi FBI nữa. Tao hứa với tụi mày, Hestao nói cớm New York sẽ chẳng ra khỏi nhà. Bọn FBI cũng không thèm động chân động tay. Thế còn đám bồ cũ của lão trùng. Sage hỏi. Người chết không có bạn. Hestao dừng lại một lát. Lúc về hưu lão đã cắt đứt mọi quan hệ. Có đếch gì mà phải lo, Frankie quay sang Sage, chẳng buồn cười lắm sao, trong tất cả các hợp đồng của tụi mình người ta luôn nói chẳng có gì phải lo lắng cả, Sage phá lên cười thì cái bọn nói câu đó có phải bóp cò súng đâu. Dồn, mày là chỗ bạn bè, tụi tao tin mày. Nhưng nếu mày nhầm thì sao? Ai cũng có thể nhầm lẫn. Sẽ ra sao nếu lão trùng vẫn còn bạn bè cũ? Mày biết lão phản kích thế nào rồi? Đừng hòng có khoan dung. Tụi tao sẽ bị đóng đinh, tụi tao không chỉ bị giết. Thêm nữa, gia đình tụi tao sẽ lên dàn thiêu tho luật của lão có nghĩa là thằng con mày không thể thi đấu cho NBA ở dưới mồ được. Có lẽ tụi tao cần phải biết ai đang trả tiền cho vụ này, hết nghiêng người qua phía chúng. Nước da trắng của y đỏ ứng cứ như thể y đang xấu hổ. Tao không thể nói với tụi mày được. Tụi mày biết thế mà. Tao chỉ là người mối lái. Và tao cũng đã nghĩ tới tất cả những điều cứt đái khác. Tụi mày nghĩ tao là một thằng chó chết ngu xuẩn hay sao? có đứa nào không biết trùng april là ai không nhưng lão hết đường rồi tao có được bảo đảm từ thượng đỉnh cảnh sát sẽ chỉ làm chiếu lệ fbi không thể điều tra được còn các trùng mafia sẽ không can thiệp chắc chắn đấy nằm mơ tao cũng chưa khi nào thấy trùng april sẽ là một trong số các nạn nhân của tao frankie nói việc giết một người đáng sợ và đáng kính đến thế đã chạm đến bản ngã của gã frankie đây đâu phải là một trận bóng sage lên tiếng cảnh báo nếu tụi mình thất bại tụi mình sẽ không còn vẫy tay và ra khỏi sân thi đấu được sage những một triệu đô cơ mà frankie nói mà dôn đời nào chịu để tụi mình hỏng việc nào làm tới đi sage cảm nhận được nỗi kích động của chúng quỷ tha ma bắt gã và frankie có thể tự lo được cho mình sau cùng lại còn một triệu đô Thực ra Seis còn vụ lợi hơn Frankie, máu ăn thua hơn và một triệu đô làm gã sôi lên. Ok, Seis nói. Tụi tao nhận vụ này. Xin chúa rủ lòng nhân tự cho linh hồn chúng con nếu chúng con đắc tội. Đã có thời gã là một cậu bé giúp việc làm thánh lễ trong nhà thờ. Ngộ nhỡ lão trùm đang bị FBI để mắc đến thì sao? Frankie hỏi. Tụi mình có phải lo chuyện đó không? Không, hết sao trả lời khi tất cả đám bồ bịch của lão vào khám lão về hưu như một người đáng kính fbi đánh giá cao việc đó chúng để lão được yên tao bảo đảm mà bây giờ hãy để tao trình bày y mất đứt nửa tiếng đồng hồ để trình bày kế hoạch một cách chi tiết cuối cùng frankie hỏi khi nào sáng chủ nhật hedstow nói hai ngày đầu tụi mày ở đây sau đó một máy bay tư nhân sẽ đưa tụi mày rời khỏi nê hoác Tụi tao cần phải có một tay xế giỏi, Sage đề nghị. Loại đặc biệt ấy. Tao sẽ lái, Hestao nói, rồi Y bổ sung thêm, giọng đầy núi tiếc. Đây là một ngày hội phát lương, cho đến hết kỳ nghỉ cuối tuần, Hestao trong năm anh em nhà Sujo, nấu cho chúng ăn, chạy những việc vặt cho chúng. Y không phải loại người dễ bị gây ấn tượng, nhưng hai thằng Sujo thỉnh thoảng lại làm Y lành sống lưng. Chúng giống loài rắn độc, đầu óc lúc nào cũng tỉnh táo được cái chúng hợp tính nhau và thậm chí còn giúp y chăm sóc hoa hoét trong khu nhà kính hai đứa chơi bóng theo kiểu một chọi một ngay trước bữa ăn khuya còn hétstow say mê quan sát cách chúng uống mình vần nhau như loài rắn frankie nhanh nhẹn hơn và là một tay thiện xạ sage không được như thế nhưng lại thông minh hơn frankie lẽ ra đã có thể gia nhập nba hétstow nghĩ bụng nhưng đây không phải là một trận bóng rổ trong một trận đấu thực sự kẻ có mặt hẳn phải là sage hắn sẽ là tay súng quan trọng nhất. Một, Koska. Nhóm bè đảng, mọi chú thích đều của người dịch. Hai, Mafio.th thành viên Mafia. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.